Tốt. Anh ấy nào chẳng quay video đủ các loại bị khách phòng đủ các loại bị phòng sợ nhỉ. Đây. Cái hết cả mặt hình. Chắc là phòng em không biết ấy. Phòng em cái này là off em không để ý đấy, em không thấy nó bị thuộc nguồn suốt. Nói chung là cứ phải phòng phát là phải đi thay ngay. Đấy. Không đừng để. Vâng. Em không biết hôm nay em biết là mày em bị điên rồi, nhưng mà em không biết là bị phòng. Hôm nay tự dưng tháo cái off ra mình thấy là phòng to như thế. Bin khách đang phòng tướng này. Anh đầy video như tút đấy. À, thế em biết. Nhìn anh giống ấy nhỉ? Hả? Giống chồng cái Trang ấy. Trang nào? Bạn em. Trang ở đâu? Phúc Lâm này, chồng Phúc Lâm ấy. Khảm Lâm. Không rõ. Không nhìn giống, em đang bỏ giống thôi. Em xem bin này của em là bin gì đây? Bin này giống cái bin vậy anh vừa cho em xem đúng không? Con này bin là bin của 6F Blue. 6F Blue à? Em sao lại thay vào đây? Đấy. Ừ. 6F Blue, thấy chưa? Sao lại thay vào cái bin của ai? Có nghĩa là chung nhau. Hai cái bin này là chung nhau. Bin 6F Blue, bin này. Đây, bin này là một đúng không? Một. Cùng một này. Thay cho nhau được. Có thể thay cầm bin 6 Blue vào đây được, một 6F Blue vào đây được. Cùng một chân. Anh có cái kính của mình thôi, chẳng cần thiết này ấy chút nào. Máy gì đi sao? Ừ. Kính cam à? Kính cam ấy, đợt em đi thay cái pin như này này. Nó tháo bó ra xong rồi em không để ý đến. Nó rơi mất à? Ừ, đợt này nó bị phồng, em về nhà em mới thấy phồng thì em đi thay luôn. Bây giờ khả năng nó mờ tịt rồi phải không? Bây giờ chụp ảnh mờ, cam sao mờ lắm. Bụng để lâu, bây giờ phải thay. Không, nó không hỏng. Sợ nhỉ? Con này bây giờ mà đi sửa. Bây giờ đi sửa cam kia thì mất đôi lít nữa. Không, nó thực ra nó không phải là mờ, chắc bằng kính thôi, còn thì nó hơi mờ thôi chứ không phải là nó không chụp được. Bin của khách mới có 9 tháng đấy. À đây mới gọi là 8 tháng thôi. Của em á? 8 tháng á? 8 tháng, 8 tháng chữa. Chữa được 8 tháng rồi. Sắp đến 9 tháng nữa nè, đẻ. À bin à? Bin. Bin chỉ dùng được như thế thôi à? Bin à? Vâng. Đâu anh đang ví dụ nó kiểu như thế. À. Sợ nhỉ. Nhiều quả còn to hơn đấy. Nhiều quả còn trương tướng lên. Nếu còn 5S ấy, nó còn to hơn bọn này. Tròn bin lên. Em không dám bật nguồn lên, em tắt nguồn. Hả? Em thấy cái bin ở phòng như này em sợ em phải tắt nguồn, em không dám mở nguồn lên. Bọn anh tháo ra bọn anh sợ. Nổ. Hả? Nổ no, no, quả mạng ra. Chẳng thế. Đấy em thấy mạng các thứ của pin chai phòng các thứ vậy, pin đều nổ chứ. Thì nên em cũng sợ sợ. Đây đây. Không làm bật nguồn lên. Cái này là này gì? Kể cả tháo ra này một anh sợ lắm. Chẳng may mà lộ vào mặt cho thì được bao nhiêu tiền đâu. Làm nghề nhiều lúc chấp nhận. Làm nghề nào phải khéo léo cho nói chứ. Giờ mà làm để cho nói cho gì có mặt. Thực ra cái hộp cũng đã chả quan trọng lắm rồi. Đi có kéo ấy. Kéo. Nhiều khách hàng như là không biết tự mua pin về thay. Ừ, mua pin về thay thì
mua được thì nhau tự thay được không, thay được không nó lổ vỡ mặt. Mà tháo ra tháo vào không biết lại hỏng cả máy. Thế như tao bán đầy trên mạng, đầy đầy bán pin đầy chứ, bán pin đầy mình đấy. Biết thay không, đây thằng mua hỏng của cả của mày đấy. Nó dán béo nhiều thế. Mọi người thấy cái của pin này méo cả mồm. Xem đi, xem quả pin đi. Đây, và giờ mình cũng như là sẽ thay quả pin mới này vào cho các bạn xem. Cái gì đấy? Hả? Anh đang livestream à? Không, anh đang quay để anh lên YouTube. Thế à? Ừ, anh up lên YouTube của anh. YouTube của anh là gì? Hả? YouTube của anh là gì? Bí mật. Kìa, hội anh em. Không. Mặt chứ. Trên YouTube người ta cần để nhờ người xem người ta và người ta ấy cho, còn bí mật thì đang lên làm cái gì? Nhưng mà bí mật với khách hàng của nhà anh. Dạ. Anh phải bí mật với khách hàng của nhà anh. Okay. Em có chơi YouTube không? Em không. Em thì có xem nhưng mà em không chơi. Nhưng mà ở đấy có nick không? Tưởng có nick thì lên đăng ký cho anh một. Dạ. Tưởng có nick thì lên đăng ký cho anh một súp. Dạ, lạ thích á. Đúng không? À có à, nick YouTube thì có à. Nick YouTube của em là mail mà mai mèo, của mình ấy. Mèo đấy. Đấy, mail mai của mình đấy. Lên thích cho mình cũng thích là gì. Đúng không? Đăng ký là gì. Đúng rồi. Thế thích. Em thì hỏi anh là ấy thì bảo em thì em để thích cho anh đăng ký. Đăng ký cho cái để lúc nào mà live stream là à lúc nào mà tăng lên là mình hiện lên là mình xem đúng không? Đúng rồi. Với lại khi nào mà đăng YouTube lên là mình và mình like cho cái đúng không? Cho nhiều like. Nhưng mà đăng YouTube là được tiền đúng không? Có được tiền không? Cũng tùy. Chứ quảng cáo chính, thương hiệu chính thì còn kiếm được bao nhiêu đâu. Được tiền mà thì không được tiền thì tại cả Facebook của anh mà và ý là làm lập trang gì nhỉ, trang web be hay cái gì đấy, cái chủ đề đúng không? Hả? Ví dụ mà Facebook ấy, Facebook mà mình mà đăng lên Facebook mà nhiều người like, nhiều người chia sẻ là ví dụ mà mình đăng thì cái gì là được tiền đúng không? Facebook không rõ. Bên này của em là bên đều đúng không? Được. Chung là để hay không nó do phụ thuộc nhiều yếu tố. Bên này của em dùng cái pin anh vừa cho em xem là gì? Đó phải gì mắt đó. Giống, đây là Leon linh kiện. À, cái này là dùng cái nhà, vừa nãy em định làm nhưng em cũng làm đấy. Cái nhà trên này. Em đi qua thì em nhìn thấy và em vào, em định làm xong em thấy thì em không làm. Pin này pin sáu là lúc được chung nhau được mà. Ừ. Đấy được khít hẳn. Mà anh cũng thay luôn cho em cái kính cường lực này. Ok. Dạ. Vâng. Vừa thay xong cái xong rồi rơi phát là vỡ luôn kính.
Đấy, và xin chào các bạn, mình đã thay pin cho khách đấy. Và pin phòng rất là to. Đâu anh vứt ở dưới. Đâu, hôm qua anh bỏ ra anh đăng lên mạng nhưng mà anh chưa kịp ấy. Cái Atun của em cái gì anh ơi? Đây, xin chào các bạn nhé.